Hello anh em, tiếp tục thì lại một chiếc xe Kia Morning. Chiếc xe này thì gần đến khoảng 40 triệu. Mình đang chống ồn này, tiêu âm này, rồi dán phim này. Đấy, quay lên đây, độ loa này. Đây, mình đang độ loa ở chiếc xe này đây. JBL, chống ồn, cả trong và ngoài luôn anh em ạ. Đây, cả sàn này. Đây, rất kỹ, đặc biệt là những cái chỗ như tiêu âm ở bên kia này. Nó phải có tiêu âm nhá. Nếu mà không có tiêu âm thì nó sẽ ù. Đấy, cả cái phần trần này thì mình cũng đã làm hết rồi. Đó. Rồi ok, mình quay lên phía bên trên này. Đây, mình đã sơn carbon lại. Rất là đẹp luôn. Đấy, sơn carbon này mình sẽ lấy một số chỗ nữa cho anh em xem. Thì toàn bộ ở đây này. Đây, mình lấy đây cho anh nhớ chút. Đây là nút startup. Cái này không phải smart key anh em nhá. Có nghĩa là vẫn sử dụng cái chìa khóa này để khóa mở cửa. Nhưng mà thay vì là chúng ta sẽ phải tháo ra chọc vào đây thì anh em bây giờ là chỉ cần ấn nút thôi. Đó. Và toàn bộ cái mặt dưỡng này. Đây. Mình đang để tạm vào đây anh em ạ. Đây. Trước màn hình mình đã. Đẹp chưa? Carbon luôn. Rất là đẹp. Đây là mã C8. Ok. Đây. Mình sẽ quay lên đây cho anh em xem này. Đây là mình đổ đèn nhá. Mình đang lắp cả loa trầm. Loa trầm thì cái chiếc xe này mình độ là loa AZ. Đây, mình lắp LED. Đấy, và bên dưới mình độ bi gầm. Anh em nhìn thấy ở đây cái hốc trước đây cái đèn nó hơi hơi bé. Đấy. Và dán phim mặt 3M. Đây các hạng mục thì rất là nhiều. Đây là cái biên bản thi công của bên mình. Đấy, gồm chống ồn này, thay đèn OI này, bi LED này, màn hình này, loa. Rất là nhiều. Nói chung là đến gần 40 triệu. Còn mình quay thêm chiếc Elantra 2021 Forerunner CR-V. Rồi, nhưng mà quay đến chiếc xe này trước đi. Chiếc xe này là chiếc Mazda mà trước đấy ấy, anh đã lắp cái hệ thống mà camera 360 và màn hình zin nguyên bản. Màn hình đấy nó chỉ có 7 inch thôi. Nhưng mà mình đã nâng cấp lên cái màn mà 10.25 inch. Rất đẹp. Đây, toàn bộ cái hệ thống đấy là thay ra. Tính ra ngày xưa anh lắp phải đến cả mười mấy triệu đấy. 19, 20 triệu ấy. Đây, chú cho anh nhờ chút. Đây, mình lắp cả gập gương lên xuống kính rồi. Có nghĩa là bấm khóa cửa thì gương sẽ gập lại. Rồi, đây. Đây là chiếc màn hình zin trước đấy của anh nhá. Thì anh lắp thêm một bộ camera rời bên ngoài. Đây, camera rời bên ngoài. Thì như mình có phân tích với anh em là nó là như này. Đây, mình sẽ để đây để phân tích cho anh em dễ hơn. Cái chiếc màn hình này ấy, nó giống như một cái tivi của mọi người ở nhà. Và nếu như mọi người muốn có một cái hệ thống camera giám sát thì mọi người cần thêm một cái đầu thu. Và bốn cái mắt cam đấy sẽ cắm vào đầu thu. Sau từ đầu thu sẽ truyền tín hiệu vào chiếc màn hình zin. Thì bây giờ, đây. Đây là chiếc màn hình mà 10.25 inch. Thì cái chiếc TV này, chiếc màn hình này nó có luôn cái mạch, có cái vi xử lý, có luôn cái đầu thu bốn mắt camera sẽ cắm vào trực tiếp trong này. Do vậy chúng ta sẽ điều chỉnh ở trên này tất cả mọi thứ. Còn với cái đầu này thì anh em sẽ không cảm ứng được, bởi vì là cái cục xử lý nó nằm bên cạnh. Và đây cái màn hình này nó chỉ có tác dụng mà hiển thị mà thôi. Đó, ở cái mã này thì mã C8 Plus phiên bản S phiên bản 360. Đấy thì nó sẽ ngon hơn. Mà tự nhiên thì có hơn 10 triệu để có cả màn hình và có 360. Còn anh em nào mà kiểu như là lắp sai thời kỳ công nghệ ấy, thì làm màn hình này, sau ấy lắp thêm một cái đầu thu bên ngoài, rồi bốn mắt cam lại cắm vào đầu thu. Như vậy là vừa tốn tiền, vừa không nét. Và nó rất là phức tạp. Đấy thì chiếc xe này thì mình đã lắp được cơ bản rồi. Đấy, còn trên chiếc xe này, trên chiếc xe này thì ví dụ như là mà anh em muốn nó sáng nữa ấy, thì đây là cái bi này. Nhưng mà ví dụ như vẫn đang sử dụng bóng halogen thì anh em thay đôi led. Còn không ấy, mình có lời khuyên là nên độ thêm đôi bi gập. Hốc nó rất là tròn mà, anh em chỉ việc thay bi vào là xong. Là mình sẽ có 4 pha và 4 cốt. Đấy. Ok, đây mình quay lại con Ranger này trước đi. Đây, cho nhỏ tiếng của anh Hiếu ơi.
Đây, mình sẽ tự quay cho anh em xem luôn. Bởi vì là cái chiếc xe này thì trước đấy anh đã có chiếc màn hình rồi, nhưng mà nó không có cam 360. Thì bây giờ anh đã thay lên một chiếc màn hình mà có luôn cam 360. Đấy, nó có luôn 360 này. Đấy thì mình chưa cắm vào nhưng mà nó sẽ có. Đấy, phiên bản OLED Pro mà X8S bản cao cấp nhất luôn. Mặt kính Blu-ray rất là đẹp. Đây, cái màn hình zin đây. Đấy. Cái màn hình trước đây thì nó phải có thêm một cái cục tổng nữa cơ. Thì bây giờ đã có luôn cả 360. Đó. Đặc biệt là nghe nhạc online này, tất cả mọi thứ rất là dễ. Để mình thử nhá. À, đây là chưa kích hoạt cái mã bảo hành cũng như là của phần mềm ra lệnh giọng nói. Đây. Trường Vũ này, anh em muốn nghe gì thì lên đây nghe. Tốc độ xử lý cực kỳ nhanh này, anh em nhìn này. Đấy. Đấy. Nói chung là mùa thu nghe nhạc mùa thu, mùa đông nghe nhạc mùa đông, mùa hè nghe nhạc mùa hè, và Tết thì anh em nghe nhạc Tết. Có màn Android thì nó tiện như vậy. Đặc biệt là có cái hệ thống cam 360. Đây, cái mắt cam mình lắp vào đây. Nó tí nữa sẽ ấn lên thôi. Đấy, còn trên chiếc xe này thì mình cũng khuyên đó là nên độ thêm đôi bi gầm này cho nó sáng. Đây, mắt camera anh em này. Đó là chiếc Ranger. Còn chiếc xe này thì quá nhiều thứ rồi. Đây, Elantra nhá. Bản này là bản đời mới. Đấy, cái bản này mà anh em thay được cái mui ấy thì nó còn đẹp hơn nữa. Cái mặt ca lăng này nó chưa được ngầu. Còn quả đèn này thì quá đẹp luôn. Quá đẹp, 4 mắt LED Elantra. Đây, anh em chúng tôi đang đỗ trước màn hình. À đây, có quả loa trầm này. MTS anh em ạ. Siêu trầm MTS thì mình giới thiệu khá nhiều rồi. Anh em có thể coi ở trong cái video mà nên độ cái loa trầm nào. Thì đây cũng là quả rất là đắt. Mang hiệu thương hiệu Italia. À, giặc cắm theo xe này. Đây, trước màn hình anh quay cho em. Rồi. Đó. Đây, trước màn hình anh em đang lắp vào rồi. Ở đây có một chiếc xe nữa. Rồi, ok, đấy là những chiếc xe mà mình đang lắp đặt tại đây. Anh em có món gì thì cứ alo cho mình nhá. Đấy thì tư vấn nó nhiệt tình và anh em làm việc cũng thoải mái, rất chăm chỉ luôn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Bye bye.